Tôi kiếm được 700 triệu chỉ bằng khả năng của mình. Nghe nói nhà họ Trương làm ăn rất bí mật. Đây có phải là sòng bạc không? Đúng rồi, sòng bạc này nằm bên trong khách sạn Dinh Tao do Trương gia điều hành. Vậy thì ổn rồi. Sao thế? Cậu muốn lấy lại tiền theo cách đó sao? Đúng rồi. Đại Thiên, đừng làm gì phạm pháp nhé. Bác ơi, cháu sẽ không làm gì phạm pháp đâu. Tất nhiên là cháu có cách khác. Được, nếu lấy được tiền rồi phải dừng lại ngay. Đừng lo, cháu chắc chắn sẽ lấy lại 700 triệu này. Thời gian chín muồi đã đến, Đại Thiên gọi điện cho Vân Long và cùng nhau đến khách sạn Dinh Tao. Thưa quý khách đến đây để ăn hay ở khách sạn? Chúng tôi không ăn cũng chẳng ở, chúng tôi ở đây để chơi game. Sắc mặt của người phục vụ trở nên hốt hoảng sau khi nhưng cô lại sớm nở nụ cười ngọt ngào. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi thưa ông cần đổi bao nhiêu chip thì ra câu này là mật khẩu để vào sòng bạc. 100 triệu, người phục vụ sững sờ một lúc, không khỏi thầm vui mừng trong lòng. Thoạt nhìn, người này là người mới, đổi 100 triệu chip bằng một năm lương, được rồi. Tôi sẽ đổi cho bạn ngay. Sau khi rút chip ra, Đại Thiên đến một bàn đánh tài xỉu. Thưa ngài có muốn chơi với cái này không? Không chơi, thì đến đây làm gì? Được, tôi sẽ bắt đầu. Mời mọi người đặt cược. Mọi người bắt đầu đặt cược, nhưng điều kỳ lạ là mọi người đặt bên xỉu. Thông tin hiện 43. Tôi đặt tất cả chip vào tài không suy nghĩ. Mọi người đều náo động trước hành động này. Huynh đệ, ngươi thả đau đau một lần rồi thôi à? Tính tôi vậy, quất một lần cho nhanh. Tỷ lệ là 50-50, anh có chán chắn không mà dám vung tay quá chán vậy? Quý ông này đã quyết định đặt tài và không thể đổi lại được nữa. Quân tử không nói hai lời, vậy tôi sẽ mở. Khi xúc các được mở ra, mặt mọi người ở đó đần thối ra. Mọi người hét lên khó chịu khi nó đã về tài. Thực sự là tài. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã đặt tài. Chờ chút, chẳng phải có người đặt tài sao? Nghe điều này, mọi người đều nhìn Đại Thiên với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Anh ta đã thắng thật kìa. Tôi đã thắng, trả tiền đi bạn. Ê, cái này. Vũ Quang lúc này đang toát mồ hôi lạnh, không biết phải nói gì. Trả 100 triệu một lần. Việc này vượt quá thẩm quyền của anh ấy. Sao thế, định không trả tiền hả bạn? Định chạy làng hay sao? Đúng, nhanh trả tiền đi chứ. Nếu không trả tiền thì chúng tôi sẽ phá sòng bạc này. Đúng vậy, không có tiền thì tại sao lại mở sòng bạc, gọi thằng chủ ra đây đi. Mọi người chửi bới ầm ĩ, Vũ Quân hoảng sợ đến bối rối. Khi bầu không khí đang cao trào, một giọng nói khàn khàn vang lên. Đã kinh doanh sòng bạc thì đương nhiên sẽ trả tiền nếu khách thắng. Hóa ra là quỷ thủ Thạch Phong, ngay cả anh ta cũng đã ra mặt. Biệt danh của anh ấy không đơn giản mà có, kỹ năng của anh ấy là vô song thế giới. Có lẽ lần này sòng bạc nghiêm túc rồi, cậu đi ra ngoài để tôi sắc. Anh ta tiến tới lại bàn tài xỉu, có thể biết quý danh quý ông được không? Đại Thiên là tôi, cậu có thể để tôi sắc được không? Đừng nói nhảm nữa, hãy đưa tiền cho tôi trước rồi làm gì thì làm. Chỉ cần bạn chịu chơi với tôi, số chip trong tay bạn tương đương 200 triệu. Mọi người đều sửng sốt khi nghe điều này, bọn sòng bạc bẩn tính ép khách phải chơi một ván mới với tổng số tiền họ thắng, cuối cùng rồi cũng phải hát bài Kiếp Đỏ Đen của anh thợ hát. Không có vấn đề gì, chơi thôi, vậy tôi sẽ không khách sáo. Hắn ta cầm lọ sóc thật mạnh sau đó giật xuống, nó là 466. Về tài rồi. Đặt tài, Đại Thiên dùng tất cả chip đặt tài. Còn trẻ mà rất tự tin, khá bảnh lắm. Xúc sắc mở ra kết quả 466, mặt hắn nhăn như quả táo tàu. Tổng 16 điểm. Nó thật sự về tài. Tiền đâu? Tất nhiên chúng tôi sẽ trả cho bạn, nhưng 400 triệu nhiều quá, cần chuẩn bị. Hãy nhanh chóng gọi cho Trương Tử Phong. Nhân viên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức bước sang một bên và bấm số của Trương Tử Phong. Trương thiếu gia, một người đàn ông tên Đại Thiên đã đến sòng bạc của chúng ta. Sau khi nghe điều này, Trương Tử Phong bỗng nhiên hưng phấn. Hắn thật sự dám tới, ai đã sắc? Là quỷ thủ, nếu là quỷ thủ sắc thì chắc chắn anh ta đã thua. Hắn thua bao nhiêu rồi? 300 triệu, đã thua 300 triệu, đẳng cấp, cứ từ từ chăm sóc hắn. Hãy gọi lại cho tôi khi hắn hết tiền. Không phải hắn mất 300 triệu mà chính chúng ta mất 300 triệu. Cái gì, sao lại mất 300 triệu? Thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hãy kéo dài thời gian, tôi sẽ đến đó ngay. Lúc này trên bàn tài xỉu mọi người đang đặt theo tôi đặt hết 400 triệu. Cộng với của mọi người, tổng cộng có 500 triệu chip bày trên bàn khiến quả kèo này trở nên căng thẳng. Xong rồi, mở đi bạn. Ê, nhìn biểu thờ ơ của Đại Thiên, tim hắn đang loạn nhịp. Nó có thể may mắn vậy không? Không thể nào trùng hợp như vậy được, sao hắn tự tin vậy? Hắn đang cố tình không muốn mở. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết được kết quả. Hắn không tin rằng mình lại thua Đại Thiên. Mở nó ra, mở nó nhanh lên. Nếu bạn không dám mở, hãy để tôi làm. Nghe ý kiến của mọi người, hắn biết mình không thể chần chừ nữa. Hắn nuốt khan run rẩy, mở ra, con số đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều vui mừng. Lần này thắng rồi. Tôi vừa mất 2 triệu, giờ gỡ lại được rồi. Tôi đã kiếm được 5 triệu, không những lấy lại được mà còn lãi 3 triệu. Tôi mới đến cũng đã kiếm được 10 triệu rồi. Tối nay tôi phải đi giải đen. Lúc này trong sòng bạc mọi người đều rất phấn khích. Có những tiếng reo hò rất lớn và khuôn mặt của người chia bài trở nên tái nhợt. Hắn thật sự đã bị thua trước một tên vô danh. Tất cả lại. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, đã thua 800 triệu, nhiều hơn lợi nhuận của sòng bạc trong một năm. Sao, hãy trả tiền đi chứ. Đúng rồi, trả tôi 3 triệu đi.
4 triệu của tôi nữa, mau đưa tiền cho ta, đừng nghĩ đến việc quỷ, nếu không ta sẽ phá nơi này. Nhưng hiện tại quỷ thủ đã đứng đó với đôi mắt đờ đẫn rồi. Kèm theo 200 triệu vừa rồi đã vượt qua tầm kiểm soát rồi, nếu tiếp tục thua, anh ta sẽ không còn tư cách nữa. Nhưng bây giờ mọi người đang rất bức xúc, nếu không đưa tiền, e rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện khi bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Trương Tử Phong cuối cùng cũng tới, nhìn thấy mất 800 triệu, Tử Phong còn muốn giết anh ta. Nhưng điều cấp bách nhất là phải đưa tiền, nếu không đưa tiền, sòng bạc sẽ bị đóng cửa. Hắn nghiến răng trả tiền cho mọi người. Đại Thiên, mày dám đến thật, tôi đến để lấy lại 700 triệu. Tôi đã nói điều này với cậu rồi mà. Bây giờ bạn lấy lại được rồi, bạn chim cút khỏi đây nhanh, tại sao tôi phải đi? Bạn mở xong, khách đến chơi mà bạn lại đuổi như đuổi tờ về sao? Chẳng nhẽ bạn hết tiền rồi sao? Đúng không các đồng dâm? Câu nói này ngay lập tức khơi dậy chí khí của mọi người và họ không muốn câu chuyện diễn ra như thế này. Đại Thiên là thần giàu có của họ. Đúng vậy, sòng bạc mở cửa kinh doanh nhưng bạn lại đuổi khách đi. Bạn chỉ cho gà vào để lùa hả lè lưỡi xem có đúng không nào. Nếu hết tiền gọi cho Đàm Vĩnh Biệt hoặc Trấn Lột mà mượn đi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trương Tử Phong như muốn ăn thịt anh ta. Trương Tử Phong dù bình thường rất cứng con bà cáp, nhưng gặp phải cảnh tượng như vậy, hắn đột nhiên hoảng sợ. Mọi người vẫn có thể chơi ngoài anh ta. Làm sao chúng tôi có thể kiếm được tiền nếu anh làm sao lại có chuyện đuổi khách như vậy được hả? Tiếp tục đi, tôi đang rất phấn khích rồi. Sòng bạc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn, điều này khiến Trương Tử Phong càng thêm hoảng sợ. Các vị, cho tôi chút mặt mũi. Thấy một người đàn ông trung niên mặc áo choàng bước vào. Đây chính là Trương Gia Gia, bố của Tử Phong. Ông cũng là một nhân vật nổi bật của tỉnh, kể cả chính quyền cũng phải nể ông ta đôi ba phần. Những người vừa nãy đang la hét khi anh ấy nói điều này ngay lập tức trở nên im lặng. Ông Trương, đương nhiên chúng tôi sẽ cho ông thể diện, nhưng không cho chúng tôi chơi, điều này có phải hơi quá đáng không? Kinh doanh sòng bạc, tất nhiên chúng tôi sẽ không đuổi khách, nhưng chuẩn bị có đoàn thanh tra đến nên hôm nay đóng cửa sớm. Bây giờ chúng tôi sẽ tặng 500.000 tệ cho mỗi bạn vì sự đóng góp của mọi người. Ngày mai hãy quay lại chơi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là xoa dịu những người này. Dù cho mỗi người 500.000 tệ thì cũng không đáng là bao, miễn là họ không làm ầm ĩ lên nữa. Sớm hay muộn số tiền này cũng sẽ quay về. Mọi người đều không vui vì chỉ nhận được 500.000 tệ. Dù sao nếu được chơi họ sẽ kiếm được nhiều hơn khi có Đại Thiên, nhưng họ không thể xúc phạm Trương Gia Gia, không còn cách nào khác họ đành rời đi. Lúc này chỉ còn lại Đại Thiên và cha con họ Dương. Chẳng hay đây có phải là Đại Thiên mà người ta đang đồn không? Chính xác, cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy, giỏi hơn nhiều so với đứa con trai vô dụng của tôi. Bố, Trương Tử Phong chưa kịp nói thì lập tức bị bố hắn chửi. Câm miệng, ngươi không thừa nhận sao? Nhìn xem hôm nay bạn đã thua như thế nào. Trương Tử Phong mặc dù không chịu khuất phục nhưng không dám lên tiếng. Đại Thiên lên tiếng, anh Trương, anh không tặng tôi 500.000 tệ sao? Bạn đã thắng hàng trăm triệu, bạn còn muốn gì nữa? Câm mồm, cha chú đang nói chuyện. Ra chỗ khác chơi, đừng nói nữa. Đại Thiên, bạn có điều kiện gì cứ nói ra. Tất nhiên Trương Gia Gia không nghĩ rằng mình có thể đuổi Đại Thiên đi với 500.000, cũng không cần nhiều, chỉ cần cho tôi 300 triệu là tôi sẽ đi ngay. Sao mày không đi ăn cướp đi, mày mới kiếm được 700 triệu giờ lại muốn 300 triệu, mày bù đá à? Đại Thiên không để ý tới hắn mà nhìn Trương Gia Gia. Trương tổng, bạn nghĩ sao? Bạn nói 300 triệu sao, có quá nhiều không? So với những gì ông đã làm với chú Thẩm thì nó không hề nhiều chút nào. Nếu không thì sao? Đơn giản thôi, vậy ngày nào tôi cũng đến đây, tôi sẽ mua cái màn đến đây mắc cho đến khi sòng bạc của bạn phá sản. Trương Gia Gia giật mình, hắn cảm thấy sợ hãi. Nghe giọng điệu của Đại Thiên, hắn biết Đại Thiên không hề nói đùa. Nếu hắn đem màn đến thật, cộng thêm vài gói mì công viên thủy tinh nữa thì trời cứu. Chi phí để thuê xã hội thâm có đắt hơn không nhỉ? Chắc là đắt hơn. OCE tôi đồng ý với cậu. Trương Gia Gia ngay lập tức viết xét 300 triệu đưa cho Đại Thiên. Phê chưa? Cảm ơn Trương Tổng nhé. Trương Tổng đừng lo, tôi sẽ giữ lời, không đến nữa. Trương Gia Gia nhìn họ rời đi, vẻ mặt tức giận hiện ra. Bố cứ để yên cho hắn sao? Đó là tại mày đấy thằng báo con, mày đã gây ra một mất mát lớn đến vậy. Tất nhiên tiền của ta không dễ kiếm như vậy được. Bố, bố định làm gì? Đầu tiên, sau khi lấy được mảnh đất, chúng ta sẽ chăm sóc hắn và Thẩm ra một thể. Hôm sau tôi đến biệt thự đã mua, số tiền bị gia đình Lý Tiểu Cầm trộm cắp, tôi đã phải sống trong nghèo khổ. Bây giờ DUCH chuyển sinh, cuối cùng tôi cũng được sống sung sướng. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Đại Thiên, tại sao bạn lại ở đây? Lý Tiểu Cầm đứng cạnh một người đàn ông, bụng ông ta to hơn phụ nữ mang thai, theo sau là mẹ và em trai cô ta. Đang bước đến. Tôi ở đây thì làm sao? Không phải ai cũng có thể bước vào nơi này được, ngoại trừ ông chủ của tòa nhà này. Đây là nhà tôi, tất nhiên tôi có thể vào. Đại Thiên, làm sao một kẻ thua cuộc như bạn có thể mua được căn biệt thự này? Bạn nổ cũng phải thật thật một chút đi. Thằng xúc vật đầu đinh kia, câm mồm. Bạn dám gọi tôi như vậy sao? Tôi nói sai sao? Đàn ông không ra đàn ông, suốt ngày bám váy mẹ, sóc đĩa thì đánh đến mức mơ cũng chẳng. Lẽ tiền mua nhà cậu cũng xin tôi, nếu không phải chị gái cậu bắt con ve bỏ vào ca thì tôi e rằng cậu đã sang tiểu sành ngủ với rồi. Đồ thua cuộc, ngươi dám chửi ta? Đại Thiên, bạn dám nói tôi bắt ve bỏ vào ca sao? Chẳng lẽ việc bạn giúp đỡ tôi khi chúng ta ở bên nhau là sai à? Bây giờ bạn trở nên giàu có, bạn lại bỏ rơi tôi, đồ cặn bã. Đúng vậy, ngươi kẻ thua cuộc này, khi kiếm được tiền nhưng thậm chí còn không chịu tặng quà 500.000 cho con gái ta, loại đàn ông này thật đáng khinh. Tôi không muốn lãng phí lời nói với các người. Ngươi đứng lại, bạn là ai? Đây là vị hôn phu của tôi Tiểu Quảng, anh ấy là nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Galaxy. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Căn biệt thự này đã được chủ mới của bất động sản Galaxy mua lại, nếu biết rồi thì hãy rời đi ngay, nếu không chủ mới sẽ đến, lúc đó bạn sẽ bị ném ra ngoài.
Thật sao tôi quên nói với bạn, tôi là ông chủ mới của bất động sản Galaxy. Câu này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt vài giây, sau đó liền phá lên cười, như đang cười nhạo cái ngốc. Trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Đại Thiên, bạn chơi với cô Mai nhà bà Thúy à, sao giờ lại ăn nói như thằng ngáo đá vậy? Trước đây tôi cứ nghĩ bạn hiền lành, không ngờ bạn lại chơi với cô Mai nhà bà Thúy. Biệt thự này hơn một tỏi, bạn có nhiều tiền vậy sao? Chồng ơi, hắn kiếm được 100 triệu nhờ may mắn, làm sao hắn có thể có hơn 1 tỷ? Đừng tin lời hắn nói. Có 100 triệu ở độ tuổi trẻ như vậy là khá tốt, nhưng sao bằng chồng được? Lý Tiểu Cầm đang nịnh nọt, mấy năm gần đây hắn cũng thông qua bất động sản kiếm được gần 500 triệu, nên hắn nghĩ hơn tiền của Đại Thiên. Bạn không tin sao? Đương nhiên là không. Bắt đầu ngay hôm nay, sự hợp tác giữa Galaxy và bạn bị hủy bỏ. Câu này lại khiến mọi người bật cười. Cậu thật sự coi mình là ông chủ của Galaxy? Nếu hủy hợp tác thì hủy hợp tác, tôi sợ quá cơ. Đại Thiên, khoe khoang không ai cấm, nhưng khoe khoang cũng phải có giới hạn. Bạn đủ tiền mua nhà của bất động sản Galaxy sao? Lý Tiểu Công không biết rằng Đại Thiên đã kiếm được hơn 4 tỷ bằng cách đầu tư chứng khoán. Nếu cô ta biết chuyện này, có lẽ cô ta sẽ thiết đến đứt ruột vì để mất Đại Thiên. Chuyện này không liên quan gì đến bạn. Bạn không tin phải không? Được, đợi tôi chút. Đại Thiên lấy điện thoại ra bấm số của Đại Đồng, bảo anh ta đến. Đại Thiên, anh còn dám ngạo mạn ở đây nữa hả? Tôi có chìa khóa, tại sao căn nhà không phải của tôi? Mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy chìa khóa, họ không bao giờ nghĩ rằng Đại Thiên thực sự có chìa khóa biệt thự. Bạn dám ăn cắp chìa khóa này? Câm mồm, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp khó nói lắm. Những gì em tôi nói không phải là không có lý, nếu bạn lấy trộm thì tốt nhất bạn nên thành thật, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Chắc chắn rồi, vì các bạn cho nên bạn cũng ngu như nó vậy. Các người mau cút khỏi đây đi, đừng lảng vảng trước cửa nhà tôi nữa. Nếu bạn dám vào, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt bạn vì tội đột nhập trái phép. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life.